Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thiết SG. Hiện nay Cường đang có mặt tại Hoàng Hoa Thám Chí Linh Hải Dương như quý vị các bạn nhé. Khu vực Hoàng Hoa Thám Chí Linh Hải Dương thì có rất là nhiều các công trình của bên Kiến Thiết SG đã kiến thiết và đã hoàn thành. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái công trình mà đang đi vào trong cái giai đoạn hoàn thiện của một cái công trình theo phong cách kiến trúc là biệt thự một tầng tân cổ điển cực kỳ là đẹp với 5 phòng ngủ. Kiến Thiết SG xin chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể nắm bắt áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên trong cái công trình của nhà mình nhé quý vị các bạn nhé. Cái công trình lần này ấy, có cái mặt tiền rất là rộng và từ cái phần bên hông này sang bên kia nó rơi vào khoảng tầm là 25m nhé các bạn đó. Và chúng ta gồm có hai sảnh. Một là sảnh chính, đây chính là khu vực sảnh chính. Hai là sảnh khu vực phòng bếp, đây chính là khu vực phòng bếp. Và một cái sảnh phụ nhỏ nữa, đây người ta gọi là sảnh gọi là ban công. Thì là cái đấy thì là ở một cái khu vực phòng ngủ nhé các bạn nhé. Thì mình xin phép là sẽ giới thiệu cho các bạn về phần hình thức trước. Sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào bên trong để cùng nhau cảm quan, cảm nhận về không gian, giải pháp, hình thức mà bên Kiến Trúc SG đưa ra cho gia đình anh Phạm Văn Lam ở Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương nhé quý vị các bạn nhé. Mình xin mời các bạn hãy cùng mình đứng ra phần giữa này một chút để chúng ta sẽ cùng nhau cảm quan, cảm nhận công trình. Về cái phần sảnh trước của ngôi nhà thì hiện nay ấy là đang được thiết kế theo cái phong cách là một cái bức phù điêu rất là đẹp. Đây là chính là cái bức phù điêu bên trên cực kỳ là đẹp với lại hai cái cột nhé các bạn nhé. Thước cột mình đang sử dụng đây đó chính là những cái thước cột Doric với lại là phần đế, hai đế hình vuông rất là to đẹp. Và phần này là chính là những cái bảng, những cái cánh con tiện đó. Còn bên kia cũng là một cái mái vuông đó. Về phần cửa sổ thì các bạn có thể thấy được rằng là hiện nay đang sử dụng là ba cửa ba cánh với hệ thức phào chỉ rất là đẹp nhé các bạn nhé. Mình xin mời các bạn vào bên trong luôn ạ. Với hôm nay thì là lần nào mình về Chí Linh Hải Dương ấy thì một là trời nắng rất là to, hai là trời cực kỳ là mưa. Hôm nay thì về là may là trời nắng nhé các bạn nhé. Về cái lối lên của công trình thì hiện nay là đang là bằng 5 bậc nhé quý vị các bạn đây ạ, 5 bậc. Các bạn có thể là lựa chọn là 5 bậc hoặc các bạn có thể sử dụng là bằng 7 bậc. 7 bậc thì công trình nó sẽ tôn, nó sẽ cao hơn. Còn 5 bậc thì là trông nó hài hòa. Thế còn bảng bậc này các bạn có thể để nó rộng hơn một chút, nó rơi khoảng 420 hoặc là 350 thì tùy thuộc vào cái thiết kế cũng như là tùy thuộc vào cái công trình của nhà mình. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong ạ. Đây ạ. Đây là cái lối đi vào bên trong thì cái sảnh này là đang rộng là 5m4 và sâu là bằng 3m2 nhé các bạn nhé. Sau này thì gia chủ sẽ ốp một cái viên gạch hoa nhấn ở đằng trước này sẽ rất là đẹp. Còn là đây chính là cái phần cột gia chủ đang cũng như các bác thợ đang làm một cái cột bằng đá. Đó, sơn giả đá rất là đẹp ở đây. Các bạn có thể là tham khảo thêm. Tôi xin mời các bạn hãy cùng mình đi vào bên trong cái không gian phòng khách nhé các bạn nhé. Có một lần thì mình có xem ở trên Facebook ý, các bạn ấy bình luận là không gian phòng khách ngày tối thì là xin chia sẻ với các bạn như thế này. Ở cái phòng khách này cực kỳ là rộng, cực kỳ là rộng và cực kỳ là thoáng đó. Đấy, tẹo nữa thì em mới sẽ quay một cái view từ bên trong này nhìn ra bên ngoài để các bạn có thể thấy được rằng cái cảnh núi non rất là hùng vĩ, rất là đẹp và cực kỳ là sáng của ngôi nhà lần này. Về cái phòng khách này đang rộng là bằng 3m9, 39m nha các bạn nhé, rộng là 39m. Về còn nó đối diện với lại phòng khách đây chính là một cái khoảng không gian phòng thờ thì gia chủ đang ốp cái gạch màu vân gỗ và cái không gian phòng thờ lần này nó đang rộng là 15,8m. 15,8m. Đấy chính là cái không gian phòng thờ. Thì có những gia đình thì chúng ta sẽ là thiết kế là cái lấy yếu tố phòng thờ, phòng khách làm trung tâm. Tức là phòng thờ, phòng khách làm trung tâm để thứ nhất là chúng ta có thể là thờ cúng tổ tiên này hay là bày biện trang trí này và chúng ta có thể là ngồi uống nước sum vầy ở đây. Có những gia đình thì không thích mà mọi người nhìn vào phòng thờ thì cái khu vực phòng khách này chúng ta có thể là đặt một cái bức vách là một chữ thọ này thẳng lên hoặc là trang trí cái lối đi vào ở bên hông nhé các bạn nhé. Hoặc là không gian như này thì các bạn có thể là sử dụng ở hai bên này là sử dụng vách kết hợp với lại là bức rèm nữa thì không gian phòng thờ nó sẽ cực kỳ là trang nghiêm. Đây chính là cái khoảng không gian phòng thờ. Còn là về cái khoảng không gian phòng khách lần này ấy, thì phòng khách đang rất cao khoảng tầm 3 khoảng tầm 4m9 4m3 nhé các bạn nhé. Đây chính là cái phần phòng khách khi được hạ cốt như các bạn nhé, phần trần ạ. Đó thì các bạn có thể thấy được rằng là ở giữa đó chính là một cái hình tròn rất là đẹp. Kết hợp với đó đó chính là cái phần mạ bằng vàng nhé các bạn nhé. Đây mà viền chạy vòng quanh xung quanh này rất là đẹp đó, đường chỉ chạy vòng quanh và có những cái đèn
đào rai rất là đẹp ở đây. Đó, chỗ này là một cái mâm tròn, đây chính là cái về phần trần. Còn về trong cái phần phòng thờ thì là đơn giản hơn, phòng thờ là chỉ có phào chỉ đơn giản thôi. Thế còn là cái phần cốt này thì là gia chủ đang để nó khoảng tầm 5 phân để đi lại nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, thế còn là hai bên hông này, hai bên cánh gà thì mình xin phép chia sẻ với các bạn là một bên thì nguyên phòng ngủ, một bên là phòng ngủ kết hợp với lại khu vực bếp. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào đây để chúng ta sẽ cảm quan, cảm nhận cái công trình lần này. Đây là khi mà mình đang đứng ở khu vực phần thô, thì là cái lối này nó đang được khoảng tầm 1,5 m nhé các bạn nhé. Nào, xin mời các bạn. Vào đây thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ, một phòng ngủ là được phòng ngủ này nó được khoảng tầm 18 m² này. Đây ạ. Phòng ngủ này thì là rất là sáng. Đối với cái hướng của ngôi nhà ấy, thì hướng tây nó nằm ở phía đằng sau. Thế nên là hướng tây nó nằm ở phía đằng sau nên là cái phòng sẽ luôn luôn là mát, và cái phòng hai phòng cuối này thì là ánh sáng luôn luôn chan hòa. Sau này sẽ trồng thêm một hàng cây ở đằng sau này nữa. Vì ở đằng sau này chúng ta còn là khoảng 5 m nhé các bạn nhé. Phòng này chúng ta có một cái phòng vệ sinh riêng là bằng 4,7. Thì kiến trúc SG lại tiếp tục mời các bạn hãy sang hai phòng bên cạnh. Sau đó thì chúng ta sẽ sang hai phòng đằng sau ạ. Đây chính là cái phần đèn này. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem cái phần đèn khi được bật điện lên. Đây là cái phòng ngủ bên ngoài cùng. Phòng ngủ này cũng được là 16 m² như các bạn nhé. Phòng ngủ trong là 18, phòng ngủ này 16. Thì phòng ngủ này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ ở đây, hai ba cửa sổ, ba cửa sổ. Và ở đây chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh rất là rộng và cực kỳ là thoáng. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái phòng ngủ master nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ bỏ mũ ra cho nó mát. Thật sự đã chia sẻ với các bạn là mình làm rất là nhiều công trình ở Hải Dương cũng như là bất cứ ở tỉnh thành nào thì là đều có công trình của bên mình cả. Đây ví dụ như đây là một cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì đang được khoảng tầm hơn gần 20 m. 20 m bên trên là cái hệ phần trần. Đó, phần trần tạo nó mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Còn đây là phòng ngủ này. Đằng trước này chúng ta có một cái khoảng ban công. Đó, thì là sau này thì các em có thể là trồng hoa ở đây hoặc là làm những cái trồng hoa hoặc là có thể đặt những cái chậu hoa nhỏ nhỏ ở đằng trước này. Đó, đây là phòng này là phòng master dành cho con trai trưởng nhé các bạn nhé. Đó, để không gian rất là yên tĩnh, có thể là trồng hoa nhìn nhã ở đây, cảnh sắc thì view rất là đẹp. Đây này các bạn này, các bạn hãy đứng ở góc này các bạn nhìn thấy này, đứng ở trong phòng khách ra thì các bạn có thể nhìn được cái view đẹp này rồi. Còn đứng ở trong cái góc này thì các bạn có thể nhìn thấy này. Đây là một khoảng không gian thung lũng này, đằng trước này là một con suối chảy vòng quanh. Đó, rất là đẹp. Bên kia là khu vực chùa Thanh Mai, chân chùa Thanh Mai cũng có một cái công trình của bên HCG làm rất là đẹp và cũng 4 phòng ngủ, nhưng ở đây thì là 5 phòng ngủ với 300 m² nha các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sang cái không gian phòng bếp để các bạn cảm quan cảm nhận cái công trình nó dễ hơn. Ánh sáng thực tế rất đẹp này các bạn này. Đây là ban ngày này, đây là ánh điện ban ngày. Đó, các bạn thấy không, ánh điện ban ngày. Điện thì đối với là cái màu của công trình ý, thì chúng ta nên sử dụng màu trắng, nó sẽ làm cho cái ngôi nhà của chúng ta nó sáng. Thế nhưng mà những cái màu mà màu vàng ấy, nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta nó có cái tính chất nó rất là ấm nhé các bạn nhé. Thế nên các bạn có thể là kết hợp giữa đèn mà nó có ba màu sắc ấy, thì nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta nó ấm hơn. Đây, đây phần trần sáng rất là đẹp. Ok, rồi xin mời các bạn hãy cùng mình đi xuống cái khu vực phòng bếp để chúng ta cảm quan cảm nhận cái công trình lần này nó tốt hơn. Đây. Ở đây chúng ta có hai phòng ngủ nhé các bạn nhé, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn là cái lần này là mình về, thứ nhất là mình kiểm tra lại cái chất lượng công trình cũng như là nghiệm thu một số các hạng mục, một phần của công trình. Thì trong công trình có không có những cái gì mà nó đạt được hoàn hảo cả, nhưng mà có những cái sai sót nhỏ. Thì các bạn nếu mà làm cái trần một cái phòng vệ sinh ý, thì các bạn cố gắng là để hạ cốt cái này xuống khoảng 5 phân ngay từ đoạn đầu nhé các bạn nhé. Từ đây xuống các bạn nên hạ xuống là 5 phân, sau đó các bạn mới đánh dốc vào để khi mà chúng ta rửa giấy hay là xịt nước cái thứ nó không bị tràn nước ra bên ngoài. Tránh hiện tượng chúng ta phải làm thêm cái lèn nữa ở đoạn trên này. Nếu không thì chúng ta phải làm cái lèn cao bằng này, này để tránh những gần nước. Thì cái đấy là các bạn nên lưu ý một chút nhé các bạn nhé, để tránh chúng ta có cái công trình mà chúng ta lại không được như cái mong muốn. Đó, thế còn bên này thì chúng ta sẽ cùng nhau có một cái không gian phòng bếp. Phòng bếp này thì rộng rồi. Phòng bếp này 31 m², có thể ngồi được khoảng tầm 3 đến 4 mâm. Thì phòng bếp này cũng có cái phần đèn, phần trần ở đây rất là đẹp. Mình xin phép là sẽ bật điện lên thử xem là nó sẽ như thế nào. Ok, bên này đúng không? Đấy, đây, ok, mình sẽ bật đèn lên cho các bạn xem nhé.
À, ok, một cái bóng đèn led này. Đây là cái đèn dây bật này. Hai này, đó, đèn chạy xung quanh này. Đó, ba này, đây, à đây. Ok, rất đẹp. Rất đẹp và sáng. Đó, các bạn có thể thấy được rằng là ánh điện khi mà bố trí đều thì nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta nó sẽ rất là đẹp và hài hòa. Cái này thì nó sẽ tuyệt vời hơn khi mà buổi tối nhé các bạn nhé. Buổi tối thì công trình sẽ rất là tuyệt vời. Còn là cái về phần tủ điện tổng thì là hiện nay đang đặt ở đây. Đó, các bạn có thể biết được rằng là tủ điện tổng hiện nay đang đặt ở đây. Thì trong các cái đường điện này này thì chúng ta cần phải ghi chú các cái áp đó, ví dụ như là 30A là toàn nhà, là tổng của cái điện của toàn nhà, thì chúng ta cần phải tính các cái thiết bị cho cái ngôi nhà của chúng ta. Giả dụ như là nếu chúng ta đi toàn bộ cái đường dây của đường tính toàn bộ cái tải cho cái khu vực bếp chúng ta nấu là một này. Hai nữa chúng ta có thể tính là cả một cái khu vực nấu này của chúng ta là khu vực bếp này, ổ này này, thì chúng ta có một cái áp riêng. Bóng bên trên của phòng bếp này chúng ta có một áp riêng, hay là chúng ta có toàn bộ cái phần ở phần điều hòa chúng ta có một áp riêng chẳng hạn. Thế thì tất cả này chúng ta sẽ phải tính toán và tính cả tất cả và ra được cái tổng của cái dòng điện của chúng ta để chúng ta làm sao cho nó chuẩn nhé các bạn nhé. Còn ở phía đằng sau này thì ở đây nó có một cái không gian phụ, đó chính là cái khu vực vệ sinh phụ và cái phần nền đó. Thì tất cả những cái này thì các bạn có thể là để là khu vực phụ trợ khi mà chúng ta nấu nướng cái gì thì ra bên ngoài cho cái công trình của chúng ta. Còn ở đằng trước cái không gian phòng khách này thì chia sẻ với các bạn như này, không gian phòng bếp ấy, thì chia sẻ cho các bạn là ở chỗ này chúng ta có thể đặt một cái bộ bàn ghế ở đây đó. Đặt một cái bộ bàn ghế ở đây, bộ bàn ghế tròn hoặc là bộ bàn ghế vuông ở đoạn này. Sau đó thì có thể đặt cây xanh, đây một cây rất là đẹp. Và cái chỗ này sẽ không bao giờ bị mưa hắt vào ngôi nhà của chúng ta cả. Đấy, nên là cái sảnh bếp này cũng là một cái sảnh mà mình cũng rất là thích. Với cái sảnh này mình cũng rất là thích. Đó, thì các bạn có thể là lưu lại cái video lần này để chúng ta có thể nắm bắt và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình nó tốt hơn nhé các bạn nhé. Còn đây chính là cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà anh Phạm Văn Lam. Thì đối với các cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên kiến trúc CG thì xin phép là chia sẻ cho các bạn như thế này là hồ sơ của bên mình là hồ sơ bản vẽ chi tiết có đóng dấu và chữ ký của trực tiếp của công ty cũng như là của giám đốc. Cái thứ hai nữa là sẽ có tất cả những cái hình ảnh 3D của công trình. Nhưng ngoài cái 3D này ra thì các bản vẽ là đều được mô phỏng hóa rõ ràng, tức là rõ ràng từng những hạng mục nhỏ một. Giả dụ như là chúng ta muốn làm một cái hạng mục mái của một cái công trình hay là hạng mục lát nền của công trình cũng đều được căn kè hết. Hoặc đây mình sẽ dở cái phần mái phần trần này. Phần mái phần trần mình sẽ bóc tách rõ bản vẽ mái phần trần ra, thế nên là sẽ hạn chế hết mức các bác làm bị sai cái công trình của chúng ta. Giả dụ như bình thường ấy thì các bạn ấy chỉ có vẽ được đơn giản như này thôi, là 57 độ thôi. Thế nhưng mà đối với bên HCG thì là bên mình sẽ vẽ rõ từng cái cây trống, từng cái vì kèo ra một như này và thống kê rất chi tiết cái chiều cao của cây trống, chiều cao của các cái vì kèo như này. Ví dụ như đây là cây C1 chẳng hạn, thì cái cây C1 này đang cao là 38. 38 là 2-3 cây này là cao 38 này. Đó, và các cái khoảng cách của các cái xà gồ này, cầu phong này, khoảng cách của ly tô này, hay là các cái biện pháp thi công và thống kê xem là cái công trình lần này tổng là hết bao nhiêu mét vuông mái hay là bao nhiêu viên ngói thì mình sẽ nốt hết ra để cho các bạn. Còn về các cái bản vẽ chi tiết của bên mình ấy, thì đều có mô phỏng hóa giữa 2D và 3D đấy, và chuẩn hóa 100% về phong thủy cho các bạn để các bạn có thể là làm một công trình nó tốt nhất nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ như các bản vẽ đều có mô phỏng 2D và 3D hết, nên là sẽ rất là rõ ràng từng những cái hạng mục. Đây, ví dụ như chi tiết phào chỉ lãnh tô mà các bạn mà thấy khó làm thì đây ạ, đều có. Ví dụ như đây chi tiết số 6 này, đây là ví dụ đây là chi tiết số 8 này, thì đây chính là cái chi tiết số 8, số 10 này, đó đều rõ như thế này hết. Thế nên là hạn chế hết mức các bạn làm sai và cái công trình của chúng ta luôn được đúng nhé các bạn nhé. Thì còn là đối phần móng các thứ thì đều được mô phỏng hóa ở trên 3D. Được mô phỏng hóa ở 3D. Tại sao lại đây? Mình phải dở luôn để cho các bạn dễ hình dung, chứ không là các bạn lại chưa hình dung được. Về hồ sơ của bên mình ấy thì khác với các đơn vị khác, nên là bên mình sẽ kết hợp giữa 2D và 3D.
Đó, đây, mô phỏng hóa cả 3D như thế này. Đó, thế nên là chúng ta khó mà các bạn có thể làm sai được lắm nhé các bạn nhé. Thì một lần nữa thì là kiến trúc CG xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video của bên mình. Xin cảm ơn các bạn, xin chúc các bạn là luôn luôn là mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.